Xin chào các bạn. Hôm nay thì trong học phần về dịch tễ học thì tôi xin giới thiệu với các bạn bài tiếp theo trong chương trình dịch tễ học, đó là bài số đo kết hợp sau bài thiết kế nghiên cứu và bài số đo bệnh trạng mà các anh chị đã được giới thiệu. Thì mục tiêu của bài giảng ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị hai mục tiêu. Thứ nhất là sau khi học xong bài này thì các anh chị sẽ tính được những con số đo kết hợp. Thì nó sẽ bao gồm nguy cơ tương đối, tỷ số số trên, tỷ số tỷ lệ hẹn mắc, cũng như nguy cơ quy trách và nguy cơ quy trách dân số. Và mục tiêu thứ hai là sau khi mà các anh chị đã được giới thiệu về những cái con số đo kết hợp rồi, thì các anh chị sẽ phải lý giải được cái ý nghĩa của những cái con số đo kết hợp đó, với mục đích là các anh chị muốn tìm nguyên nhân gây bệnh, hoặc là với cái mục đích là các anh chị muốn định lượng được tác động của một nguyên nhân đến một cái tình trạng sức khỏe của một cộng đồng. Và ở trong bài số đo kết hợp này thì chúng ta sẽ có hai nhóm. Thứ nhất là nhóm số đo kết hợp dạng tỷ số. Thứ hai là nhóm số đo kết hợp dạng hiệu số. Và đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về phần số đo kết hợp dạng tỷ số. Thì các anh chị biết là đứng trước một cái vấn đề sức khỏe thì bao giờ chúng ta cũng có hai yếu tố chúng ta cần xem xét. Thứ nhất là nguyên nhân của cái hiện tượng sức khỏe đó là gì, và cái hậu quả đó là cái sức khỏe mà chúng ta cần quan tâm, cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Thì ở đây, về số đo kết hợp dạng tỷ số thì các anh chị sẽ được giới thiệu 3 con số đo kết hợp mà các anh chị sẽ cần nhớ. Thứ nhất là nguy cơ tương đối, thứ hai là tỷ số số trên và thứ ba là tỷ số tỷ lệ hẹn mắc. Thì một lát nữa trong phần bài giảng thì tôi sẽ giới thiệu một cách cụ thể hơn cho các anh chị về những cái con số đo này. Thì các anh chị thấy là chúng ta đã học qua bài thiết kế nghiên cứu, thì ở đây chúng tôi chỉ ôn lại cho các bạn một chút xíu. Và các anh chị thấy là chúng ta có thiết kế nghiên cứu dạng quan sát mô tả, với mục đích là chúng ta muốn mô tả bệnh trạng và chúng ta hình thành nên cái giả thuyết nhân quả giữa một cái yếu tố phơi nhiễm và một cái hậu quả là bệnh xảy ra. Thứ hai là nghiên cứu quan sát nhóm phân tích, là nghiên cứu mà với mục đích là chúng ta muốn tìm hiểu nguyên nhân của một cái hiện tượng sức khỏe. Thì như vậy, trong nghiên cứu phân tích mà các anh chị đã được giới thiệu trong bài thiết kế nghiên cứu thì chúng ta có 3 loại. Thứ nhất là các ngang phân tích, thứ hai là bệnh chứng và thứ ba là đoàn hệ. Thì phần bài số đo kết hợp nó sẽ được ứng dụng để sử dụng cho cái nhóm thiết kế nghiên cứu là dạng phân tích, khi mà các anh chị muốn xác định nguyên nhân của một cái hiện tượng và một cái vấn đề sức khỏe. Thì như hồi nãy chúng tôi vừa giới thiệu cho các anh chị có 3 loại số đo kết hợp dạng tỷ số. Thứ nhất là nguy cơ tương đối, thì các anh chị sẽ được giới thiệu, các anh chị sẽ được biết là nguy cơ tương đối chúng ta sẽ sử dụng cho nghiên cứu đoàn hệ. Với tỷ số số trên, chúng ta sẽ sử dụng cho nghiên cứu bệnh chứng. Và tỷ số tỷ lệ hiện mắc, chúng ta sẽ sử dụng cho nghiên cứu cắt ngang. Và đầu tiên thì giới thiệu cho các anh chị về nguy cơ tương đối, là con số đo kết hợp dạng tỷ số mà chúng ta sẽ sử dụng cho nghiên cứu đoàn hệ. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ về cholesterol huyết thanh cao có tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành hay không. Thì như vậy đầu tiên là các anh chị sẽ phải xác định là nguyên nhân là cái nào và hậu quả là cái nào. Thì ở đây nguyên nhân là cholesterol huyết thanh cao, và cái hậu quả mà chúng ta đang khảo sát đó chính là cái bệnh mạch vành. Đây là một giả sử, đây là một cái nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu được tiến hành trên 876 dân số người trong dân số nguy cơ. Thì các anh chị thấy là đối với nghiên cứu đoàn hệ thì 876 dân số này, đầu tiên khi tiến hành nghiên cứu họ là những người khỏe mạnh, họ chưa có mắc bệnh mạch vành. Và từ 876 người này thì người ta mới chia dân số nghiên cứu làm hai nhóm. Thứ nhất là 422 người có cholesterol huyết thanh ở mức bình thường, và 454 trường hợp cholesterol huyết thanh 422 người có cholesterol huyết thanh cao và 454 trường hợp có cholesterol huyết thanh bình thường. Và chúng ta sẽ chia dân số làm hai nhóm dựa trên cái tình trạng phơi nhiễm của họ theo như cái sơ đồ thiết kế mà các anh chị đã được giới thiệu. Thì như vậy, sau khi các anh chị đã chia dân số nguy cơ làm hai nhóm dựa trên tình trạng phơi nhiễm có hay không có phơi nhiễm của họ, và từ đó các anh chị sẽ ghi nhận theo thời gian. Trong nghiên cứu này người ta theo dõi trong vòng thời gian là 6 năm. Và như vậy trong thời gian 6 năm chúng ta ghi nhận có 51 trường hợp phát triển bệnh mạch vành ở cái dân số, ở cái nhóm 422 trường hợp có cholesterol huyết thanh cao. Và tương tự như vậy, ở nhóm có cholesterol huyết thanh bình thường, chúng ta cũng ghi nhận được có 16 trường hợp phát triển bệnh mạch vành. Như vậy, khi mà các anh chị đã có tất cả những cái thông tin và dữ kiện mà các anh chị thu thập được, thì vấn đề tiếp theo các anh chị làm đó chính là các anh chị sẽ
thể hiện nó trên một cái bảng 22. Và đây là một cái bảng 22 cơ bản với cái nguyên tắc xếp bảng 22 là bệnh ở cột và phơi nhiễm ở hàng. Ở đây các anh chị thấy bệnh chúng ta xếp ở cột có trước không sau, và phơi nhiễm cũng vậy, chúng ta sẽ xếp ở hàng với nguyên tắc là phơi nhiễm, định nghĩa phơi nhiễm có thì chúng ta để lên trên. Và ở đây trong trường hợp này chúng ta định nghĩa cái phơi nhiễm đó chính là cái trường hợp cholesterol huyết thanh cao, và cái nhóm còn lại là cái nhóm chúng ta so sánh, đó có là cái nhóm mà có cholesterol huyết thanh bình thường, là khi cái nồng độ cholesterol huyết thanh chúng ta đo được nó dưới 201 mg/100. Và như vậy thì trở lại với lại cái sơ đồ thiết kế nghiên cứu, thì các anh chị thấy đây là cái sơ đồ của nghiên cứu đoàn thể. Thì chúng ta bắt đầu từ cái dân số nguy cơ là cái dân số những người họ chưa có bệnh. Và từ cái dân số nguy cơ này chúng ta sẽ chia dân số làm hai nhóm, một nhóm là có phơi nhiễm và một nhóm là không phơi nhiễm. Đây là thời gian mà chúng ta bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Và sau khi chúng ta đã chia nhóm rồi thì chúng ta sẽ ghi nhận theo thời gian để chúng ta ghi nhận bệnh xảy ra. Như vậy chúng ta sẽ khảo sát cái bệnh xảy ra trên nhóm phơi nhiễm, và tương tự chúng ta cũng sẽ khảo sát cái tỷ lệ bệnh xảy ra trên nhóm không phơi nhiễm. Như vậy với trường hợp là sau khi các anh chị thiết kế nên được cái bảng 22 này rồi, có những cái dữ kiện, những cái thông tin đầy đủ, các anh chị đã xếp chính xác bảng 22 với nguyên tắc là bệnh ở cột, phơi nhiễm ở hàng, có trước không sau. Và sau đó thì các anh chị sẽ làm việc tiếp theo. Ở đây trong trường hợp này thì các anh chị nhớ là trong nghiên cứu đoàn thể, nói về số mới mắc thì chúng ta nhớ về cái bài số đo bệnh trạng. Thì về số đo bệnh trạng các anh chị được giới thiệu là số mới mắc, các anh chị sẽ có hai loại con số mới mắc. Thứ nhất là số mới mắc tích lũy hay còn gọi tắt là nguy cơ. Và ở trong trường hợp này thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về số mới mắc tích lũy hay là nguy cơ. Và như vậy thì 876 dân số nguy cơ là những người chưa mắc bệnh. Chia dân số làm hai nhóm dựa trên tình trạng cholesterol huyết thanh của họ. Một nhóm là cholesterol huyết thanh cao, một nhóm là cholesterol huyết thanh bình thường. Và sau đó chúng ta ghi nhận theo thời gian. Ở nhóm cholesterol huyết thanh cao, chúng ta có 51 trường hợp phát triển bệnh mạch vành. Như vậy chúng ta sẽ tính nguy cơ hay còn gọi là số mới mắc tích lũy phát triển bệnh mạch vành trên nhóm có phơi nhiễm hay còn gọi là nhóm có cholesterol huyết thanh cao. Và tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ tính số mới mắc tích lũy hay còn gọi là nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm có cholesterol huyết thanh bình thường. Và như vậy thì với số mới mắc thì các anh chị nhớ là luôn luôn số mới mắc chúng ta ghi nhận cái sự chuyển đổi từ tình trạng không bệnh sang có bệnh, và chúng ta luôn luôn phải ghi nhận theo yếu tố thời gian. Do đó là số mới mắc tích lũy hay nguy cơ thì các anh chị luôn luôn ghi nhớ cái khoảng thời gian mà chúng ta theo dõi. Ở đây nghiên cứu này được theo dõi trong vòng thời gian là 6 năm. Như vậy các anh chị sẽ ghi ở đây là trong 6 năm. Rồi. Như vậy sau khi các anh chị đã tính được nguy cơ phát triển bệnh, ở đây trở lại về cái thiết kế sơ đồ thiết kế nghiên cứu, các anh chị sẽ tính cái nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm có phơi nhiễm và nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm không phơi nhiễm. Và ở đây dựa trên cái bảng 22 này thì các anh chị thấy dựa trên bảng 22, sau khi chúng ta đã xếp bảng 22 rồi thì ở đây các anh chị tính được nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm phơi nhiễm là 51 trường hợp chia cho 422. Tương tự ở nhóm còn lại các anh chị sẽ tính nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm cholesterol huyết thanh bình thường là 16 chia cho 454. Chúng ta ghi nhận những cái nguy cơ này phát triển trong vòng thời gian là 6 năm. Và sau khi các anh chị đã tính ra được hai cái nguy cơ này rồi thì việc tiếp theo chúng ta phải làm là chúng ta sẽ so sánh hai nhóm, bởi vì số đo kết hợp là con số đo chúng ta sử dụng cho nghiên cứu quan sát phân tích, và cụ thể hơn là nghiên cứu này là nghiên cứu đoàn thể, để chúng ta muốn xem là nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm cholesterol huyết thanh cao như thế nào so với lại nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm có cholesterol huyết thanh bình thường. Và trong trường hợp này chúng ta đang quan tâm đến cái số mới mắc tích lũy hay còn gọi là nguy cơ. Và sau khi chúng ta tính được hai cái nguy cơ này rồi thì để so sánh hai dân số này, dân số nào cái nguy cơ phát triển bệnh cao hơn, thì chúng ta sẽ làm một cái động tác là chúng ta sẽ chia hai cái nguy cơ này cho nhau. Do đó cái nguy cơ tương đối nó nằm trong cái nhóm là số mới nguy cơ số đo kết hợp và dạng tỷ số. Và khi đó chúng ta sẽ chia hai cái nguy cơ này cho nhau thì chúng ta sẽ ra được con số đo kết hợp dạng nguy cơ tương đối. Và đây khi mà các anh chị đã tính được hai cái nguy cơ rồi ở hai nhóm thì các anh chị sẽ chia hai cái nguy cơ này cho nhau. Thì
Thì các anh chị chia ra thì các anh chị ra được con số đo kết hợp đó chính là 3,4. Để tôi mở lớn ra lên cho các anh chị. Các anh chị ra được con số đo kết hợp là 3,4. Như vậy các anh chị sẽ lý giải như thế nào ở trong trường hợp cái số đo kết hợp các anh chị tính ra được là 3,4? Như vậy thì mình sẽ nói là người mà có cholesterol huyết thanh cao, hay ở đây định nghĩa của mình đó là có phơi nhiễm, thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao gấp 3,4 lần so với người có cholesterol huyết thanh bình thường. Như vậy trong trường hợp này các anh chị thấy R1 các anh chị chia cho R0 bằng 3,4. Như vậy R1 nó lớn hơn R0. Và như vậy thì cái người mà có yếu tố phơi nhiễm mà các anh chị đang khảo sát thì cái khả năng thì cái nguy cơ mắc bệnh nó sẽ cao hơn so với lại cái người mà không có cái yếu tố nguy cơ mà các anh chị đang khảo sát ha. Rồi như vậy hai cái R hay còn gọi là hai cái nguy cơ, R1 là nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm có phơi nhiễm, R0 là nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm không phơi nhiễm. Các anh chị chia hai cái nguy cơ này cho nhau, nó còn gọi là tỷ số nguy cơ, và viết tắt trong từ tiếng Anh nó còn gọi là risk ratio. Và trong dịch tễ học thì nó có rất là nhiều thuật ngữ, thì các anh chị cũng khi mà các anh chị khảo sát, các anh chị học thì các anh chị cũng nhớ những cái thuật ngữ tương ứng của nó. Thì RR nó có thể viết tắt của risk ratio, còn gọi là tỷ số nguy cơ, hay gọi chung nó là nguy cơ tương đối, là relative risk. Và đây là bảng 22 mà giới thiệu cho các anh chị theo nguyên tắc xếp bảng, và các anh chị sẽ ghi nhớ cái cách xếp bảng 22 này để sau này khi mà các anh chị bắt gặp một cái trường hợp nào, một cái đề thi nào, một cái đề bài nào thì các anh chị cũng có thể các anh chị xếp bảng 22 chính xác, và các anh chị sẽ tính toán một cách rất là dễ. Và ở đây đây là bảng 22 với nguyên tắc là xếp bệnh ở đây, bệnh nó sẽ nằm ở cột, và phơi nhiễm nó sẽ nằm ở hàng, nguyên tắc là có trước và không sau. Và ở đây các anh chị sẽ nhớ được cái nhớ hình cái quy trình xếp của ABCD. A là những người có bệnh có phơi nhiễm, B là những người không bệnh có phơi nhiễm, C là những trường hợp mà có bệnh không phơi nhiễm, và D là không bệnh không phơi nhiễm. Và tương ứng như vậy các anh chị có những cái cột tổng hàng và tổng cột ở đây. Và như vậy RR, công thức của viết tắt của RR nó sẽ bằng A chia cho A cộng B. Đây, nó sẽ là A chia cho A cộng B, và C chia cho C cộng D. Và các anh chị lưu ý là trong nghiên cứu đoàn thể thì bởi vì chúng ta xếp phơi nhiễm ở hàng, do đó trong nghiên cứu đoàn thể các anh chị khi mà yêu cầu các anh chị tính phần trăm thì các anh chị lưu ý dùm, các anh chị sẽ tính cái phần trăm hàng. Ở đây là các anh chị đang tính cái phần trăm hàng, và các anh chị so sánh hai cái nguy cơ cho nhau thì nó gọi là tỷ số nguy cơ nha các anh chị. Rồi đó là trường hợp mà khi mà các anh chị sử dụng con số mới mắc với dạng là số mới mắc tích lũy, hay còn gọi là từ nguy cơ. Thì tiếp theo thì dạng số mới mắc thứ hai mà các anh chị được giới thiệu, thì trong một số nghiên cứu thì người ta thấy là chẳng hạn như đây là một cái ví dụ của một cái đoàn hệ mỡ. Một cái đoàn hệ mỡ là cái đoàn hệ mà chúng ta có một cái nhóm dân số nghiên cứu, nhưng mà không phải tất cả ngay từ đầu nghiên cứu chúng ta có, ví dụ như chúng ta cần 100 người hoặc là chúng ta cần 500 người trong cái nghiên cứu của chúng ta, nhưng mà không phải tất cả ngay từ cái đầu thời điểm mà chúng ta bắt đầu nghiên cứu thì có sẵn 500 người hoặc là 100 người chúng ta cần khảo sát, mà chúng ta phải ghi nhận theo những cái phân nhóm thời gian khác nhau trong cái quá trình nghiên cứu đó. Thì như vậy cái đoàn hệ này nó là một cái hình ảnh mô tả của cái đoàn hệ mở. Chẳng hạn như ở đây các anh chị thấy có những người đi vào nghiên cứu vào những cái thời điểm khác nhau, và bệnh nó xảy ra vào những cái thời điểm khác nhau. Và như vậy thì nó gọi là cái đoàn hệ mở. Và đối với đoàn hệ mở thì chúng ta sẽ có một cái cách tính khác thì mà đã được giới thiệu cho các anh chị trong cái phần bài số mới mắc. Thì chúng ta có cái công thức đó chính là cái tỷ trọng mới mắc, hay còn gọi là tỷ suất. Thì với tử số của tỷ suất, nó là những ca bệnh mới chúng ta đếm được, nhưng chúng ta muốn khảo sát được trong cái khoảng thời gian chúng ta tiến hành nghiên cứu. Và với cái đơn vị mẫu số đặc biệt là chúng ta sẽ lấy tổng thời gian người nguy cơ theo dõi để mà chúng ta tính. Thì cái phần mà tính tổng thời gian người nguy cơ thì các anh chị cũng đã được giới thiệu trong bài số đo bệnh trạng. Và ở đây thì tôi lấy cái ví dụ về cái tỷ suất mà chúng ta đang chuẩn bị để chúng ta tính toán cho một số đo kết hợp trong trường hợp số mới mắc mà các anh chị sử dụng, đó là tỷ suất. Và như vậy đây là một cái ví dụ tiếp theo để giới thiệu cho các anh chị. Chẳng hạn như ở đây mình đang khảo sát, mình đang nói đến cái việc là
chúng ta muốn xem xét giữa cái mối liên quan giữa cái sử dụng việc sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh và bệnh mạch vành. Như vậy chúng ta muốn xem là liệu việc sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh nó sẽ làm tăng hay là làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Thì chúng ta cũng sẽ sử dụng với lại cái tỷ suất khi mà cái đơn vị mẫu số đó là người năm tính bằng năm. Thì ở đây trong cái ví dụ này thì cho các anh chị biết được cái đơn vị của mẫu số là người năm, thì các anh chị cũng thể hiện trên cái bảng 22 như vậy, cũng xếp trên cái bảng 22 với nguyên tắc là bệnh ở cột, phơi nhiễm ở hàng, có trước không sau. Và ở đây đây là cái đơn vị người năm. Và ở đây thì ở nhóm người mà có sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh trong 54.308,7 người năm thì chúng ta ghi nhận là có 30 trường hợp phát triển bệnh mạch vành. Và tương tự ở nhóm còn lại thì các anh chị cũng ghi nhận được là có 60 trường hợp phát triển bệnh mạch vành ở nhóm không sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh. Và tiếp theo thì các anh chị sẽ xin lỗi các anh chị. Rồi, việc tiếp theo là các anh chị sẽ tính cái ở đây chúng ta đang sử dụng con số mới mắc thứ dạng thứ hai, đó chính là tỷ suất với đơn vị mẫu số là người năm. Thì như vậy các anh chị sẽ tính cái tỷ suất phát triển bệnh mạch vành ở nhóm có sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh. Ở đây cái định nghĩa phơi nhiễm của mình là cái nhóm có sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh nha các anh chị. Và như vậy mình sẽ tính cái rate 1 là các anh chị sẽ thấy là tử số sẽ là số những ca phát triển bệnh mạch vành là 30. Các anh chị chia cho cái mẫu số là đơn vị người năm ở cái nhóm có sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh. Tương tự như vậy, ở đây là người năm nha các anh chị, cho nên là mình luôn luôn bao giờ mình cũng có cái sự năm ở đây. Và tương tự ở cái nhóm thứ hai thì các anh chị sẽ tính cái nguy cơ, cái tỷ suất phát triển bệnh mạch vành ở nhóm không sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh. Và các anh chị sau khi các anh chị tính hai cái tỷ suất này ra rồi, và việc tiếp theo các anh chị làm là các anh chị sẽ chia hai cái tỷ suất này cho nhau để chúng ta so sánh cái tỷ suất phát triển bệnh ở trên hai nhóm. Như vậy với cái câu hỏi là việc sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh nó có liên quan đến cái sự phát triển bệnh mạch vành hay không, thì chúng ta đã tính cái tỷ suất phát triển bệnh ở nhóm có phơi nhiễm, tỷ suất phát triển bệnh ở nhóm không phơi nhiễm, và sau đó chúng ta sẽ chia hai cái tỷ suất này cho nhau. Chúng ta ra được một con số là 0,47. Như vậy thì đây là một con số nhỏ hơn 1. Chúng ta sẽ lấy hai con số, chúng ta sẽ lấy con số 1 làm chuẩn. Thì các anh chị nhớ là khi nào thì cái nguyên nhân nó không liên quan đến cái hậu quả là khi các anh chị chia hai cái tỷ suất hoặc hai cái nguy cơ cho nhau nó là một con số 1. Thì con số 1 là con số chúng ta sẽ làm chuẩn. Thì khi đó là có hay không có phơi nhiễm thì nó không có liên quan đến bệnh. Và trong trường hợp ở đây thì khi các anh chị chia hai cái tỷ suất cho nhau nó là một con số nhỏ hơn 1. Thì như vậy cái cách chúng ta sẽ lý giải nó sẽ như thế nào ạ? Thì như vậy có phải là cái phơi nhiễm mà các anh chị đang khảo sát, nếu như những người mà có cái phơi nhiễm mà các anh chị đang khảo sát thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ mắc bệnh so với lại cái nhóm mà không có cái phơi nhiễm này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lý giải là người mà có sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh thì cái tỷ suất phát triển bệnh mạch vành nó sẽ là 0,47 lần so với lại cái người mà không sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh. Như vậy cái việc mà sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh người ta còn gọi nó là một cái yếu tố bảo vệ, là khi chúng ta có cái yếu tố này thì nó sẽ bảo vệ, nó làm giảm cái nguy cơ hoặc là giảm cái khả năng hoặc là giảm cái tỷ suất phát triển bệnh mà chúng ta đang khảo sát. Hoặc chúng ta có thể có một cái cách lý giải khác nữa. Các anh chị nhớ là chúng ta sẽ lấy con số 1 làm chuẩn, R1 nó sẽ bằng R0 khi R1, hai cái R chia cho nhau nó sẽ bằng 1. Và ở đây trong trường hợp là RR ở đây nó nhỏ hơn 1 thì để lý giải thì chúng ta còn một cái cách khác, chúng ta lý giải là chúng ta sẽ lấy 1 chúng ta trừ cho 0,47, chúng ta ra được con số là 53%. Khi đó chúng ta sẽ lý giải là người mà có sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh thì cái tỷ suất hoặc là cái khả năng mắc bệnh mạch vành nó sẽ giảm 53% so với cái nhóm không sử dụng nội tiết tố hồng mãn kinh. Rồi ở đây là cái bản tóm tắt cho các anh chị về khi mà chúng ta sử dụng cái số máy mắc thời gian tỷ suất với cái mẫu số đơn vị là người thời gian. Thì các anh chị cũng có cái bản 22 như vậy, và
mình ở trong bảng 22 này thì chúng ta sẽ quan tâm đến A và C. A là những người có bệnh có phơi nhiễm và C là những người có bệnh và không phơi nhiễm. Và ở đây thì ở hàng thì các anh chị có cái đơn tổng về cái đơn vị người thời gian của từng nhóm. Thì tương tự như hồi nãy giờ tôi giới thiệu cho các anh chị thì các anh chị sẽ tính tỷ suất phát triển bệnh ở trên nhóm có phơi nhiễm, tỷ suất phát triển bệnh ở trên nhóm không phơi nhiễm, và sau đó các anh chị chia hai cái tỷ suất đó cho nhau thì các anh chị sẽ ra được cái RR. Và ở đây thì cái R này nó viết tắt của từ rate, thì nó chính là rate ratio, là tỷ số tỷ suất, hay chúng ta còn gọi chung trong cái bài sơ đồ kết hợp này, nó gọi là nguy cơ tương đối, gọi chung cho tỷ số tỷ suất hoặc là nguy cơ tỷ số nguy cơ, là các anh chị ha. Đó là trong trường hợp mà khi các anh chị sử dụng cho nghiên cứu đoàn hệ. Như vậy thì các anh chị nhớ dùm là đối với nghiên cứu đoàn hệ thì các anh chị sẽ phải làm những từng bước một. Thì đối với nghiên cứu đoàn hệ, bắt đầu từ dân số nguy cơ, các anh chị chia dân số làm hai nhóm, phơi nhiễm và không phơi nhiễm. Từ đó các anh chị ghi nhận theo yếu tố, theo chiều thời gian để các anh chị ghi nhận bệnh sẽ ra trên hai nhóm. Thì với số máy mắc mà dạng số máy mắc tích lũy hay còn gọi là nguy cơ, thì các anh chị sẽ tính nguy cơ phát triển bệnh trên nhóm phơi nhiễm. Tương tự các anh chị cũng sẽ tính nguy cơ phát triển bệnh trên nhóm không phơi nhiễm, các anh chị chia hai cái nguy cơ cho nhau, chúng ta gọi là tỷ số nguy cơ. Trong trường hợp số máy mắc mà chúng ta sử dụng số máy mắc dạng tỷ suất, có nghĩa là đặc biệt hơn là với cái đơn vị mẫu số là người thời gian, trong trường hợp cái dân số mà chúng ta theo dõi nó chính là dân số cơ động hoặc còn gọi là đoàn hệ mở, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tỷ suất để tính. Và tương tự như vậy, với số máy mắc mà dạng tỷ suất thì các anh chị cũng sẽ tính cái tỷ suất phát triển bệnh ở trên nhóm có phơi nhiễm và tỷ suất phát triển bệnh trên nhóm không phơi nhiễm, các anh chị chia hai cái tỷ suất đó cho nhau thì các anh chị sẽ ra được cái tỷ số tỷ suất, và gọi chung của nó, cái yếu số đo kết hợp mà chúng ta sử dụng cho nghiên cứu đoàn hệ, đó chính là nguy cơ tương đối nha các anh chị. Rồi, như vậy thì với trường hợp mà tiếp theo chúng ta sẽ được giới thiệu về nghiên cứu bệnh chứng thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Thì đối với nghiên cứu bệnh chứng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ dân số nghiên cứu. Trong cái dân số nghiên cứu này, họ là những người có bệnh và những người không bệnh, những người có phơi nhiễm và không phơi nhiễm. Tại cái thời điểm mà chúng ta tiến hành nghiên cứu thì bệnh nó đã xảy ra và phơi nhiễm cũng đã xảy ra. Và như vậy trong nghiên cứu bệnh chứng thì chúng ta không có đo lường được trực tiếp nguy cơ mắc bệnh giống như là trong nghiên cứu đoàn hệ. Nhưng mà người ta nói là có một con số để mà chúng ta có thể đo lường cái nguy cơ, đó chính là cái con số trên. Và chúng ta sẽ tính số trên và cái tỷ số số trên đó là con số đo kết hợp mà chúng ta được giới thiệu để sử dụng cho nghiên cứu bệnh chứng. Và ở bài này thì đây là số trên, và từ tiếng Anh của số trên nó viết tắt nó là odds ha các anh chị. Và công thức của số trên nó chính là nguy cơ chia cho một trừ nguy cơ. Và khi trong trường hợp là chúng ta sử dụng trong nghiên cứu bệnh chứng, chúng ta không đo lường được trực tiếp nguy cơ mắc bệnh. Và người ta nói là số trên thì nó ước lượng gần đúng cho cái nguy cơ. Thì ở đây thì chúng tôi giới thiệu cho các anh chị ba cái ví dụ về số trên, khi mà chúng ta thay thế vào những cái số trên và cái nguy cơ như thế nào, thay đổi như thế nào ha các anh chị. Ở đây công thức của số trên nó được tính bằng nguy cơ chia cho một trừ nguy cơ. Và nếu như số trên bằng 0 thì các anh chị khi mà các anh chị thế cái số trên, chữ số trên này bằng 0, thì như vậy các anh chị sẽ có nguy cơ chia cho một trừ nguy cơ bằng 0. Và từ đó các anh chị sẽ tính ra được là cái nguy cơ nó sẽ bằng 0. Như vậy thì số trên bằng 0 thì nguy cơ nó sẽ bằng 0. Số trên bằng 1 thì các anh chị thế cái số trên này bằng số 1. Thì như vậy khi đó chúng ta sẽ tính ra được là nguy cơ nó sẽ bằng 0.5. Và khi mà số trên này tiến đến vô cực thì nguy cơ nó sẽ bằng 1. Rồi, tôi lấy lại cái ví dụ về mối liên quan giữa cholesterol huyết thanh và bệnh mạch vành để làm ví dụ cho các bạn. Đối với lại nghiên cứu bệnh chứng thì người ta có một cái công thức để cho các anh chị tính, do đó là ở đây chỉ là những cái slide tiếp theo thì giới thiệu cho các anh chị tại vì sao chúng ta có cái công thức đó để chúng ta có thể sử dụng cho nghiên cứu bệnh chứng và tại vì sao nó ước lượng gần đúng cho cái nguy cơ. Và trong trường hợp này thì các anh chị sẽ tính là số trên mắc bệnh mạch vành ở nhóm có cholesterol huyết thanh cao. Thì ở đây các anh chị sẽ tính cho O1. O1 là viết tắt của từ odds nha các anh chị. Và các anh chị tính số trên mắc bệnh mạch vành ở nhóm cholesterol huyết thanh cao. Như vậy thì trong trường hợp này các anh chị nhớ dùng công thức của số trên
đó chính là nguy cơ chia cho 1 trừ nguy cơ, đó là R1 chia cho 1 trừ R1. Như vậy thì hồi nãy các anh chị biết được cái nguy cơ nó sẽ tính bằng cách là 51 chia 422. Thì như vậy các anh chị thế cái từ nguy thế vô thế vào đây thì các anh chị thấy R1 là 51 chia 422 và chia cho 1 trừ 51 chia cho 422. Như vậy các anh chị thế vào cái công thức và sau đó thì các anh chị chuyển vế đổi dấu thì các anh chị sẽ ra được là 51 chia cho 371. Thì các anh chị nhìn dùm ở trong cái slide, ở trong cái bảng 22 của mình hả các anh chị, thì trong cái bảng 22 này thì các anh chị thấy 51 là ô nào ạ? 51 chính là ô A, đúng không ạ? Đó là những người có bệnh, có phơi nhiễm. Còn 371 là cái nào các anh chị? 371 chính là ô này, ô B, là những người không bệnh nhưng mà có phơi nhiễm. Rồi, các anh chị xíu nha. Tương tự như vậy thì các anh chị cũng sẽ tính số trên mắc bệnh mạch vành ở nhóm cholesterol huyết thanh bình thường. Thì như vậy các anh chị sẽ tính R0 là nguy cơ phát triển bệnh ở trên nhóm có cholesterol huyết thanh bình thường. Nguy cơ phát triển bệnh, các anh chị sẽ tính số trên phát triển bệnh mạch vành ở nhóm có cholesterol huyết thanh bình thường là O0. Thì O0 thì các anh chị tính bằng công thức là nguy cơ chia cho 1 trừ nguy cơ. Như vậy các anh chị biết được cái nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm cholesterol huyết thanh bình thường đó là 16 chia cho 454. Thì các anh chị cứ thế vào cái công thức thì các anh chị chuyển vế, các anh chị đổi dấu thì các anh chị ra được là 16 chia cho 438. Như vậy các anh chị nhìn lên bảng 22 đi ạ. 16 là ô nào các anh chị? 16 là ô C đúng không? Ô C là những trường hợp có bệnh và không phơi nhiễm. Và 438 đó chính là ô D, là những người không bệnh và không phơi nhiễm. Và đây, đây là cái nhóm mà tôi viết tắt cho các anh chị ABCD ha các anh chị ha. Và sau khi các anh chị tính được số trên của hai nhóm rồi, việc tiếp theo chúng ta cần làm là chúng ta sẽ chia hai cái số trên đó cho nhau. Thì các anh chị lấy ô 1 chia cho ô 0. Các anh chị nhớ dùm hồi nãy sau khi cái công thức mà mình chuyển vế đổi dấu thì ô 1 là số trên mắc bệnh ở nhóm có phơi nhiễm là 51 chia 371. Ô 0 là số trên phát triển bệnh ở nhóm không phơi nhiễm là 16 chia cho 438. Khi các anh chị chia hai cái ô này cho nhau thì các anh chị thấy là sau khi tóm lại thì tôi có cái công thức của OR, đó chính là AD chia cho BC. Có nghĩa là cái chéo AD chia cho chéo của BC. Thì như vậy thì với thiết kế nghiên cứu mà dạng bệnh chứng thì các anh chị sẽ không cần phải tính từng bước số trên phơi nhiễm, số trên bệnh ở nhóm phơi nhiễm hoặc là số trên bệnh ở nhóm không phơi nhiễm nữa. Mà khi đó thì các anh chị thấy xác định thiết kế nghiên cứu nó là nghiên cứu bệnh chứng thì các anh chị cứ áp dụng vào cái công thức. Sau khi mà các anh chị đã xếp đúng bảng 22 thì các anh chị áp dụng vào cái công thức là AD chia cho BC, là các anh chị có thể tính được cái OR cho nghiên cứu bệnh chứng. Và như vậy thì với câu hỏi cholesterol huyết thanh cao có làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành hay không, thì các anh chị tính hai số trên, các anh chị chia cho nhau. Như vậy với số trên OR thì các anh chị lý giải ra được con số là 3,76. Thì các anh chị sẽ lý giải như thế nào ạ? Thì với trường hợp ở đây các anh chị ra được 3,76 thì các anh chị cũng sẽ lý giải là ở những người mà có cholesterol huyết thanh cao thì có nguy cơ mắc bệnh mạch vành sẽ cao gấp 3,76 lần so với người có cholesterol huyết thanh bình thường. Thì các anh chị thấy là trong nghiên cứu bệnh chứng, mặc dù chúng ta không có đo lường được trực tiếp nguy cơ mắc bệnh, nhưng mà chúng ta đã sử dụng một cái con số số trên là con số ước lượng gần đúng cho cái nguy cơ. Do đó trong cái phần lý giải của nghiên cứu bệnh chứng mà ở cái cấp mà chúng ta đang học đại học á, thì các anh chị có thể lý giải là người mà có phơi nhiễm thì có nguy cơ mắc bệnh cao hơn N lần so với người không phơi nhiễm. Trong cái nghiên cứu bệnh chứng thì chúng ta có thể sử dụng từ nguy cơ, nhưng mà chúng ta sử dụng hạn chế một chút xíu.
chúng ta có thể sử dụng từ khả năng thay cho từ nguy cơ. Và đây là cái phần tóm tắt, cái từ viết tắt, thuật ngữ viết tắt của cái odds ratio, nó chính là tỷ số số trên, các anh chị ha. Và tỷ số số trên nó được tính bằng công thức là AD chia cho BC, các anh chị nhớ vậy ha. Rồi, và các anh chị thấy là đối với nghiên cứu bệnh chứng, là nghiên cứu mà chúng ta thường khảo sát đối với bệnh hiếm, đối với bệnh là hiếm, thì các anh chị thấy trong trường hợp mà nghiên cứu bệnh chứng chúng ta sử dụng bệnh hiếm, thì người ta nói cái RR và cái OR nó gần như nhau. Thì các anh chị thấy cái RR hay còn gọi là nguy cơ tương đối thì nó được tính bằng công thức là A chia cho A cộng B và C chia cho C cộng D. Thì các anh chị thấy là đối với bệnh mà hiếm, các anh chị nhìn lại trên cái bảng 22, nhớ hình dung lại cái bảng 22 ha. Đối với bệnh mà hiếm thì các anh chị thấy là cái OA và cái OC, đó là những trường hợp mà có bệnh đó các anh chị ha, thì nó sẽ rất là nhỏ. Thì như vậy A cộng, khi mà A rất nhỏ và C rất nhỏ thì các anh chị thấy là A cộng B nó sẽ gần bằng B khi A rất nhỏ là bệnh hiếm, và C cộng D nó sẽ gần bằng với D khi C rất nhỏ ha các anh chị. Và như vậy thì các anh chị thấy là công thức của RR khi trường hợp đối với bệnh là hiếm, thì các anh chị thấy A chia A cộng B chia cho C chia cho C cộng D, trong trường hợp bệnh là hiếm, A rất nhỏ, C rất nhỏ thì A cộng B gần bằng B, thì C cộng D gần bằng với D. Thì như vậy cái công thức khi mà các anh chị thấy vô nó chính bằng AD chia cho BC. Và công thức này nó cũng chính là công thức của OR mà như hồi nãy thì tôi vừa chứng minh cho các anh chị thấy. Và như vậy thì các anh chị nhớ dùm là đối với nghiên cứu bệnh chứng, khi chúng ta sử dụng đối với bệnh hiếm, dành cho bệnh hiếm, thì cái RR nó sẽ ước lượng gần như chính xác đối cho OR. Cái OR ước lượng chính xác cho cái RR nha các anh chị. Đó là trường hợp mà chúng ta sử dụng nghiên cứu bệnh chứng. Và tiếp theo thì đối với nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta có một cái số đo kết hợp khác, đó chính là cái tỷ số tỷ lệ hẹp mắt. Thì như vậy trong nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta không đo lường được số mí mắt, và chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng cái số hẹp mắt. Và như vậy thì trong nghiên cứu cắt ngang thì các anh chị sẽ tính cái tỷ lệ hẹp mắt trên mỗi nhóm. Thì như vậy đây là cái ví dụ về cái mối liên quan giữa mẹ có sử dụng rượu trong thai kỳ với lại cái cân nặng của sơ sinh. Thì cái bệnh ở đây chúng ta đang khảo sát đó chính là cái nhẹ cân, và cái phơi nhiễm chúng ta đang khảo sát đó chính là mẹ có sử dụng rượu trong thai kỳ. Và chúng ta xếp trên bảng 22 như thế này, xếp như thế này. Và việc tiếp theo sau khi chúng ta đã xếp, có thông tin, có dữ kiện, chúng ta sắp xếp hoàn chỉnh trên bảng 22 và chúng ta sẽ tính toán. Thứ nhất là chúng ta sẽ tiếp cận theo cái hướng của nghiên cứu đoàn hệ trong nghiên cứu cắt ngang. Thì các anh chị sẽ tính tỷ lệ nhẹ cân ở trẻ có mẹ sử dụng rượu. Và các anh chị tính cái P, P này là viết tắt của từ prevalence, là chúng ta đang khảo sát về cái tỷ lệ hiện mắt. Thì tỷ lệ nhẹ cân ở trẻ có mẹ sử dụng rượu là chúng ta sẽ lấy 64, chúng ta chia cho 234. 64 là những trường là OA, là những trường hợp mà trẻ sinh ra nhẹ cân. Và 234 là nhóm những người mà có mẹ hoặc có sử dụng rượu trong thai kỳ. Tương tự như vậy các anh chị cũng sẽ tính được tỷ lệ nhẹ cân ở trẻ có mẹ không uống rượu, cái P0 thì P2 ha, nó là 36 chia cho 166. Và các anh chị sau khi các anh chị tính được hai cái tỷ lệ hẹn mắt này rồi, việc tiếp theo chúng ta cần làm để chúng ta muốn biết xem là mẹ sử dụng rượu trong thai kỳ nó có liên quan đến cân nặng sơ sinh của trẻ hay không. Thì sau khi các anh chị tính được tỷ lệ nhẹ cân ở hai nhóm, một nhóm là trẻ có mẹ sử dụng rượu và một nhóm là có trẻ có mẹ không uống rượu, thì các anh chị việc tiếp theo là các anh chị sẽ chia hai cái tỷ lệ hiện mắt này cho nhau, nó gọi là tỷ số tỷ lệ hiện mắt ha các anh chị ha. Và khi các anh chị chia hai con số này cho nhau nó ra là 1.26 ha các anh chị ha. Như vậy thì trong trường hợp này mình sẽ lý giải như thế nào ạ? Như vậy thì mình sẽ nói là mình dựa trên cái tiêu đề hồi nãy mình tính ha. Như vậy thì trẻ mà có mẹ sử dụng rượu thì cái tỷ lệ nhẹ cân ở trẻ sinh ra mà có mẹ có sử dụng rượu trong thai kỳ nó sẽ cao gấp 1.26 lần so với trẻ có mẹ không sử dụng rượu trong thai kỳ. Là các anh chị ha.
Rồi như vậy nó chính là cái tỷ số tỷ lệ hiện mắc khi chúng ta tính hai cái con số tỷ lệ hiện mắc. Tỷ lệ hiện mắc ở nhóm phơi nhiễm và tỷ lệ hiện mắc ở nhóm không phơi nhiễm, và các anh chị chia hai cái tỷ lệ hiện mắc cho nhau, nó gọi là tỷ số tỷ lệ hiện mắc. Chúng ta sử dụng cho nghiên cứu cắt ngang. Thì các anh chị thấy cái công thức của cái tỷ số tỷ lệ hiện mắc nó là A chia A cộng B và chia C chia C cộng D. Và cái công thức này thì các anh chị thấy là nó, bởi vì chúng ta tiếp cận theo hướng đoàn hệ, do đó là chúng ta thấy là cái công thức này nó hoàn toàn giống như là trong nghiên cứu đoàn hệ. Nhưng mà bởi vì đang nghiên cứu cắt ngang, chúng ta sử dụng con số hiện mắc, do đó chúng ta gọi nó là con số hiện mắc. Rồi đó là ba cái con số đo kết hợp dạng tỷ số mà tôi vừa giới thiệu cho các anh chị khi chúng ta sử dụng cho ba loại thiết kế nghiên cứu trong nhóm quan sát phân tích, với mục đích là chúng ta muốn khảo sát cái xác định cái nguyên nhân của một cái vấn đề hoặc là một cái hiện tượng sức khỏe. Thì nhắc lại cho các anh chị là với nghiên cứu đoàn hệ thì chúng ta có số đo kết hợp là nguy cơ tương đối, và với nghiên cứu bệnh chứng chúng ta có số đo kết hợp đó chính là tỷ số số trên, khi chúng ta sử dụng số trên. Với công thức của OR nó chính là AD chia cho BC, là chéo chéo chia cho chéo chéo. Và với nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta chỉ có thể sử dụng con số hiện mắc, thì chúng ta sẽ tính tỷ lệ hiện mắc trên từng nhóm và chúng ta chia hai cái tỷ lệ hiện mắc cho nhau, chúng ta ra được con số đo kết hợp là tỷ số tỷ lệ hiện mắc với công thức là A chia A cộng B và C chia cho C chia cho C cộng D. Rồi chúng ta qua tiếp theo một phần nữa trong bài số đo kết hợp ngày hôm nay, đó chính là số đo kết hợp dạng hiệu số, hay còn gọi là số đo tác động. Thì các anh chị thấy là đối với lại cái mô hình bệnh tật ngày nay thì chúng ta thấy là nó chuyển đổi sang cái bệnh mãn tính không lây. Thì bệnh mãn tính không lây, tôi lấy cái ví dụ như trong trường hợp này đó là bệnh mạch vành. Thì các anh chị thấy là bệnh nó gây ra không chỉ bởi một nguyên nhân mà nó do nhiều nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn như bệnh mạch vành nó có thể mắc bệnh do cái yếu tố nhiều cái phơi nhiễm, nhiều cái yếu tố nguy cơ khác nhau. Chẳng hạn như là tăng cholesterol huyết thanh, hút thuốc lá, hoặc là tiểu đường, hoặc là ít vận động thể lực, vân vân. Như vậy thì số đo tác động, hay còn gọi là số đo kết hợp dạng hiệu số, thì chúng ta sẽ khảo sát sau khi chúng ta đã xác định được một cái nguyên nhân của một cái hiện tượng sức khỏe rồi. Như vậy thì trong cái trường hợp vừa rồi chúng ta vừa được giới thiệu, thì các anh chị thấy là cái việc mà tăng cholesterol huyết thanh, hoặc là cái người mà tăng cholesterol huyết thanh, thì cái nguy cơ mắc bệnh mạch vành nó sẽ cao hơn so với lại cái người mà có cholesterol huyết thanh bình thường. Như vậy chúng ta đã xác định được cái sự liên hệ giữa cái phơi nhiễm và cái bệnh rồi. Thì cái việc tiếp theo là chúng ta đang khảo sát về cái việc là giữa rất là nhiều những cái yếu tố nguy cơ khác nhau, thì cái phơi nhiễm mà chúng ta đang khảo sát nó tác động như thế nào ở trên cái bệnh mà chúng ta đang khảo sát. Như vậy thì chúng ta sẽ có những cái con số đo tác động để chúng ta có thể đo lường được cái tác động của nó, của cái phơi nhiễm mà chúng ta đang khảo sát trên cái bệnh. Là chúng ta sẽ có số đo kết hợp, số đo tác động. Thứ nhất là nguy cơ vi chất, và thứ hai là nguy cơ vi chất dân số. Thì ở nguy cơ vi chất thì chúng ta có hai loại nguy cơ vi chất, hoặc là phần trăm nguy cơ vi chất. Và nguy cơ vi chất dân số thì chúng ta cũng có thêm một cái phần phụ, đó chính là phần trăm nguy cơ vi chất. Rồi giới thiệu cho các anh chị, thứ nhất là nguy cơ vi chất nha các anh chị. Thì các anh chị nhìn lại trên cái bảng vừa rồi, bảng thể hiện 22, bảng thể hiện thông tin về cholesterol cao hay thấp, hoặc là tha cao hoặc bình thường, hoặc là nhóm những người có bệnh thì không có bệnh. Như vậy thì các anh chị thấy trong 422 người có cholesterol huyết thanh cao, chúng ta ghi nhận có 51 trường hợp phát triển bệnh mạch vành. Và ở nhóm còn lại thì các anh chị thấy là 454 người, họ là những người bình thường, họ có cholesterol huyết thanh bình thường, nhưng mà vẫn có 16 trường hợp phát triển bệnh mạch vành. Như vậy thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra là như vậy thì trong những trường hợp ở trên là 51 người mà có cái bệnh mạch vành và có cái phơi nhiễm, như vậy thì thật sự là có bao nhiêu trường hợp phát triển bệnh mạch vành là vì cái phơi nhiễm mà chúng ta đang quan tâm, đó là cholesterol huyết thanh cao, chứ không phải vì cái nguyên nhân khác, ví dụ như là hút thuốc lá hay tiểu đường hay ít vận động thể lực hay là chế độ ăn nhiều muối vân vân. Như vậy thì cái nguy cơ vi chất là cái số đo kết hợp dạng hiệu số mà nó trả lời được cho các anh chị cái câu hỏi là ở những người tăng cholesterol huyết thanh có bao nhiêu người mắc bệnh mạch vành là vì tăng cholesterol huyết thanh. Và như vậy nó nằm trong cái nhóm số đo kết hợp dạng hiệu số. Như vậy
các anh chị, sau khi các anh chị tính được hai cái nguy cơ của mỗi nhóm rồi, các anh chị tính cái nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm có phơi nhiễm. Ở nhóm còn lại, các anh chị sẽ tính nguy cơ phát triển bệnh mạch vành ở nhóm không phơi nhiễm, và các anh chị sẽ trừ hai cái nguy cơ này cho nhau, thì các anh chị sẽ có con số đo kết hợp là tăng tác động là nguy cơ vi trách. Thì ở đây, sau khi các anh chị trừ hai cái nguy cơ cho nhau thì các anh chị ra được một cái con số thập phân. Và để dễ lý giải thì các anh chị sẽ nhân cho 10 lũy thừa x để các anh chị có thể dễ lý giải. Thì ở đây, trong cái trường hợp này, đây là một cái nghiên cứu đoàn thể được tiến hành trong vòng thời gian là 6 năm. Thì các anh chị nhớ là đối với cái con số đo kết hợp mà dạng hiệu số thì các anh chị luôn luôn nó có cái yếu tố thời gian đi kèm để chúng ta có thể dễ lý giải. Thì ở đây các anh chị ra được là 856 trên 10.000 người trong vòng 6 năm. Như vậy các anh chị sẽ lý giải như thế nào ạ? Thì ở đây các anh chị thấy là các anh chị ra được cái con số này là R1 trừ R0, các anh chị ra được là 856 trên 10.000 người trong vòng 6 năm. Thì các anh chị lý giải là trong số 10.000 người tăng cholesterol huyết thanh. Tôi sẽ mở lớn slide lên cho các anh chị xem. Như vậy thì các anh chị có thể lý giải là trong số 10.000 người mà có tăng cholesterol huyết thanh thì trong vòng 6 năm chỉ có 856 trường hợp mắc bệnh mạch vành là thực sự do tăng cholesterol huyết thanh mà không phải vì cái lý do nào khác. Và như vậy thì cái số đo kết hợp mà dạng hiệu số nó còn mang cái ý nghĩa về mặt dự phòng hay còn gọi là về mặt công cộng. Thì các anh chị thấy là nếu như tăng cholesterol huyết thanh nó là một cái yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh mạch vành. Và khi trong trường hợp đó thì khi mà chúng ta tác động lên, chúng ta can thiệp, chúng ta làm để làm giảm cái cholesterol huyết thanh, thì ở 10.000 người mà tăng cholesterol huyết thanh, và nếu như chúng ta có thể can thiệp, chúng ta giúp cho cái cholesterol huyết thanh của họ trở lại mức bình thường, thì trong vòng 6 năm chúng ta sẽ giảm được 856 người mắc bệnh mạch vành. Đó là khi mà trả lời cho cái câu hỏi là chúng ta đặt câu hỏi về bao nhiêu người. Và chúng ta có cái nguy cơ vi trách là, đây là cái công thức của cái nguy cơ vi trách, là nguy cơ vi trách viết tắt của từ A, viết tắt là AR, các anh chị ha. Có nghĩa là chúng ta quy cái trách nhiệm cho cái phơi nhiễm mà chúng ta đang khảo sát. Hay còn gọi nó nằm trong cái nhóm số đo kết hợp mà dạng hiệu số, khi mà chúng ta lấy hai cái nguy cơ chúng ta trừ cho nhau, nó còn gọi là hiệu số nguy cơ, còn gọi là risk difference. Và ở đây các anh chị thấy đây là cái cột cái số mới mắc bệnh ở nhóm không phơi nhiễm, và chúng ta có số mới mắc bệnh ở nhóm có phơi nhiễm. Và khi chúng ta lấy cái nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm phơi nhiễm, chúng ta trừ cho nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm không phơi nhiễm, thì cái phần vô ra ở đây đó chính là cái AR, là cái nguy cơ vi trách các anh chị ha. Và các anh chị lưu ý là với nguy cơ vi trách thì các anh chị sẽ lý giải trên cái nhóm này họ là những người có phơi nhiễm nha các anh chị. Và ở trường hợp khác thì có cái phần khác nữa, thì các anh chị, thay vì các anh chị lý giải bằng người thì các anh chị cũng có thể lý giải bằng con số phần trăm. Thì chúng ta có cái phần trăm nguy cơ vi trách, và cái phần trăm nguy cơ vi trách nó được tính bằng cái công thức là các anh chị lấy AR, các anh chị chia ngược lại cho cái R1. Các anh chị nhớ là chia lại cho R1 là cái nguy cơ phát triển bệnh ở cái nhóm có phơi nhiễm đó nha các anh chị. Và như vậy thì lấy trở lại ví dụ hồi nãy, thì các anh chị sau khi các anh chị tính toán ra được thì các anh chị ra được là 71%. Như vậy thì các anh chị thấy là ở những người mà có tăng cholesterol huyết thanh, như vậy chỉ thực sự có 71% bị bệnh mạch vành là do cái tăng cholesterol huyết thanh mà thôi. Như vậy thì ở những người tăng cholesterol huyết thanh như vậy, và nếu như chúng ta kéo cái mức cholesterol huyết thanh của họ trở lại bình thường, thì như vậy tỷ lệ mới mắc bệnh mạch vành chúng ta sẽ giảm được là 71%. Đó là khi chúng ta lý giải bằng cái con số phần trăm nha các anh chị. Rồi, nguy cơ vi trách là khi chúng ta chỉ tập trung đến cái nhóm là nhóm có phơi nhiễm, và chúng ta lý giải bằng người thì chúng ta sử dụng cái nguy cơ vi trách, và chúng ta sẽ lý giải bằng phần trăm thì chúng ta sử dụng phần trăm nguy cơ vi trách. Và một cái nhánh khác nữa là nếu như chúng ta nhìn trong toàn bộ dân số thì sẽ như thế nào, và như vậy chúng ta sẽ có cái số đo kết hợp dạng hiệu số nguy cơ vi trách dân số.
Và các anh chị thấy là trong 876 người của toàn bộ dân số thì các anh chị thấy có 67 trường hợp phát triển bệnh mạch vành. Thì câu hỏi mà chúng ta đặt ra là trong toàn bộ dân số, bất kể người đó là có phơi nhiễm hay không có phơi nhiễm, chúng ta chỉ quan tâm đến toàn bộ người trong dân số thôi, thì có bao nhiêu người bị bệnh mạch vành là do tăng cholesterol huyết thanh. Thì như vậy chúng ta có cái thuật ngữ là nguy cơ quy trách dân số, viết tắt của từ PAR. Và công thức của PAR là các anh chị sẽ tính nguy cơ phát triển bệnh trong toàn dân số, các anh chị trừ cho cái nhóm R0 là nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm bình thường, là các anh chị là nhóm không phơi nhiễm á. Rồi ở đây các anh chị sẽ tính cái RT. RT nó sẽ là 67 là nguy cơ phát triển bệnh trong toàn bộ dân số, chia cho mẫu số là toàn bộ dân số là 876 người. Các anh chị trừ cho R0 là nguy cơ phát triển bệnh ở nhóm có cholesterol huyết thanh bình thường là 16 chia cho 454. Thì các anh chị ra được con số là 0.0412. Và để dễ lý giải thì các anh chị nhân cho 10 lý thuyết X lên. Và luôn luôn các anh chị lý giải thì luôn luôn có cái yếu tố thời gian đi kèm trong cái số đo kết hợp và dạng phụ số là các anh chị. Và như vậy thì các anh chị sẽ lý giải con số này như thế nào ạ? PAR là chúng ta đang khảo sát về nguy cơ vi chất trong toàn bộ dân số. Như vậy chúng ta sẽ lý giải là trong 10.000 người, mà 10.000 người này là của toàn bộ dân số. Như vậy trong vòng thời gian theo dõi là 6 năm, chỉ có 412 trường hợp mắc bệnh mạch vành là thực sự là vì cholesterol huyết thanh tăng. Và về mặt ý nghĩa công cộng thì nếu như toàn dân số này không còn ai tăng cholesterol huyết thanh nữa, thì trong vòng 6 năm thì cứ mỗi 10.000 người chúng ta sẽ giảm được 412 trường hợp mắc bệnh mạch vành. Đó là cách mà chúng ta lý giải cho nguy cơ vi chất dân số. Và một cái phần nhỏ khác của nguy cơ vi chất dân số thì các anh chị có thể lý giải bằng phần trăm. Thì PAR phần trăm hay còn gọi là phần trăm nguy cơ vi chất dân số là các anh chị tính bằng công thức là các anh chị lấy PAR các anh chị chia cho RT. Thì áp dụng vào cái bài hồi nãy thì chúng ta tính ra được cái PAR là 54%. Thì 54% như vậy các anh chị sẽ thấy là trong toàn bộ dân số chỉ thực sự có 54% các trường hợp mắc bệnh mạch vành là do cholesterol huyết thanh tăng, chứ không phải vì cái lý do khác. Như vậy thì nếu toàn dân số không còn ai tăng cholesterol huyết thanh nữa thì chúng ta có thể giảm được 54% tỷ lệ mới mắc bệnh mạch vành. Như vậy đây là kết luận của cái bài ngày hôm nay. Số đo kết hợp thì các anh chị nhớ dùm, số đo kết hợp chúng ta có hai dạng. Thứ nhất là số đo kết hợp dạng tỷ số, thứ hai là số đo kết hợp dạng hiệu số. Thì với số đo kết hợp dạng tỷ số là con số đo mà chúng ta muốn khảo sát về cái độ lớn của cái hậu quả mà người có cái yếu tố phơi nhiễm phải gánh chịu so với người không phơi nhiễm. Và số đo kết hợp dạng tỷ số thì các anh chị thấy là chúng ta sử dụng để xác định cái nguyên nhân trong cái nghiên cứu thiết kế nghiên cứu nhóm quan sát phân tích. Thì trong nghiên cứu quan sát phân tích chúng ta có 3 loại thiết kế nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu cắt ngang. Thì với mỗi loại thiết kế nghiên cứu khác nhau, chúng ta sẽ có cái sử dụng cái số đo kết hợp tương ứng để phù hợp. Thì với nghiên cứu đoàn hệ thì chúng ta luôn luôn dựa vào con số mới mắc, bởi vì chúng ta khảo sát trên cái nhóm dân số nguy cơ, chúng ta ghi nhận bệnh xảy ra trên hai nhóm dựa vào cái phơi nhiễm của họ. Và như vậy thì các anh chị, với nghiên cứu đoàn hệ chúng ta có cái số đo kết hợp dạng tỷ số, đó là nguy cơ tương đối. Thì các anh chị thấy RR là viết tắt của nguy cơ tương đối, hoặc các anh chị có thể sử dụng tỷ số nguy cơ thì các anh chị sử dụng số mới mắc là số mới mắc tích lũy hoặc là nguy cơ. Các anh chị có thể sử dụng tỷ số tỷ suất hay còn gọi là thì các anh chị sử dụng số mới mắc mà dạng tỷ suất với đơn vị mẫu số là người thời gian. Và đành gọi chung của hai cái con số đó là nguy cơ tương đối. Như vậy thì với nghiên cứu đoàn hệ các anh chị sử dụng RR. Và công thức của RR đó chính là A chia A cộng C và chia cho B, C chia cho C cộng D. Và trong nghiên cứu bệnh chứng thì các anh chị thấy với nghiên cứu bệnh chứng thì người ta sử dụng con số trên để ước lượng gần đúng cho nguy cơ. Và tỷ số số trên là con số đo kết hợp mà chúng ta sẽ sử dụng trong nghiên cứu bệnh chứng. Và OR là viết tắt của tỷ số số trên. Và công thức của OR đó chính là AD chia cho BC và chéo chéo chia cho chéo chéo khi các anh chị trong trường hợp các anh chị xếp đúng bảng 22. Và với nghiên cứu cắt ngang thì chúng ta sẽ dựa vào con số hiện mắc, bởi vì tại cái thời điểm cắt ngang chúng ta chỉ có thể đo lường được cái hiện mắc mà thôi. Và như vậy thì các anh chị sẽ có số đo kết hợp
là tỉ số tỷ lệ hẹn mắt, là PR, công thức cũng gần giống như cái của RR, là A chia A cộng C và C chia cho C cộng D. A chia A cộng B, xin lỗi các anh chị. Và như vậy thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp mà khi mà các anh chị tính được số đo kết hợp nó xảy ra. Chúng ta sẽ lấy con số 1 làm chuẩn. Khi mà các anh chị tính ra được cái số đo kết hợp RR hoặc OR hoặc là PR mà nó bằng 1, như vậy thì chúng ta có thể nói là cái phơi nhiễm nó không có liên quan gì đến bệnh cả. Và trong trường hợp mà các anh chị tính ra được số đo kết hợp mà nó lớn hơn 1, như vậy thì cái yếu tố phơi nhiễm mà các anh chị đang khảo sát nó còn được gọi là cái yếu tố nguy cơ. Là khi các anh chị có cái yếu tố nguy cơ này thì khả năng mắc bệnh của các anh chị nó sẽ tăng lên so với lại cái nhóm mà không có cái phơi nhiễm này. Trong trường hợp mà các anh chị tính ra được những cái con số đo kết hợp mà nó nhỏ hơn 1, thì như vậy thì cái yếu tố phơi nhiễm mà các anh chị đang khảo sát nó còn được gọi là cái yếu tố bảo vệ. Là khi các anh chị có cái phơi nhiễm đó thì nó sẽ bảo vệ các anh chị giảm cái nguy cơ mắc bệnh đi so với lại cái nhóm còn lại. Và chúng ta qua nhóm thứ hai, đó chính là số đo kết hợp mà dạng hiệu số. Là khi trong trường hợp là một bệnh nó xảy ra do nhiều cái yếu tố nguy cơ khác nhau, thì cái yếu tố mà chúng ta đang khảo sát nó góp phần như thế nào, tác động thực sự như thế nào trên cái bệnh mà chúng ta đang khảo sát. Và số đo kết hợp dạng hiệu số chúng ta chỉ tính sau khi mà chúng ta đã xác định được cái nguyên nhân của một cái hiện tượng, một cái vấn đề sức khỏe rồi, các anh chị ha. Và như vậy thì chúng ta sẽ có hai nhóm số đo kết hợp dạng hiệu số, hai nhóm lớn. Thứ nhất là nguy cơ quy trách, là chúng ta đang khảo sát ở cái nhóm là có cái yếu tố phơi nhiễm. Và cái nguy cơ quy trách còn lại là cái nguy cơ quy trách trong toàn bộ dân số. Thì các anh chị thấy là chúng ta sẽ có nguy cơ quy trách ở nhóm phơi nhiễm, chúng ta có công thức AR hoặc AR phần trăm. AR khi chúng ta lý giải bằng người và AR phần trăm thì chúng ta lý giải bằng phần trăm. Và cái nguy cơ quy trách trong toàn bộ dân số thì các anh chị sẽ tính cái trong toàn bộ dân số, cái RT trừ R0. Và chúng ta lý giải bằng người thì chúng ta sử dụng nguy cơ quy trách dân số PAR. Và chúng ta sẽ lý giải bằng phần trăm thì chúng ta sử dụng cái nguy cơ quy trách, phần trăm nguy cơ quy trách là PAR phần trăm. Ngoài ra thì các anh chị thấy là ngoài việc chúng ta khảo sát tác động thực sự của yếu tố phơi nhiễm lên cái hậu quả mà chúng ta đang khảo sát, thì cái số đo tác động nó còn mang một cái ý nghĩa về mặt sức khỏe công cộng, là khi chúng ta can thiệp vào cái phơi nhiễm đó thì trong một cái cộng đồng chúng ta sẽ giảm được bao nhiêu trường hợp hoặc là bao nhiêu phần trăm người, giảm được bao nhiêu ca mới mắc bệnh mà chúng ta đang khảo sát. Khi mà chúng ta tác động lên cái phơi nhiễm đó, chúng ta làm giảm cái yếu tố phơi nhiễm đó đi. Và như vậy thì đây là cái kết thúc của cái bài số đo kết hợp mà tôi vừa giới thiệu cho các anh chị. Thì rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và nếu như các anh chị có cái câu hỏi hay là cái vấn đề nào liên quan thì các anh chị có thể đặt câu hỏi và ngay ở phía dưới những cái phía dưới của cái bài ghi âm, có những cái comment thì các anh chị có thể comment và các anh chị có thể hỏi. Tôi xin cảm ơn.